Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Cha già 4 năm chịu tiếng oan mắt nết để đi tìm con gái. Ông Hưng thầy áo mới đeo nhẫn vàng bước vào động mại dâm đòi gái Vĩnh Phúc, tìm đánh nhịp vì nghĩ đến con. Trước buổi trưa tháng 8 năm 2006, ông Hồ Văn Hưng 70 tuổi chưa bao giờ phải diễn như thế. Người đàn ông buôn bán từng trải có cuộc sống yên ổn với 7 người con ở thôn Bắc Ái, xã Ngọc Thanh, Phú Yên, Vĩnh Phúc. Các con ông làm nông hoặc công nhân quanh quẩn gần bố mẹ. Trưa đó về thăm đồi vườn, vừa dịch xe vào săn, ông Hưng nghe vợ báo: "Cái Nhàn đi Trung Quốc làm cỏ thuê rồi, con Hòa dẫn đi." Tim ông hụt một nhịp, lạnh toát sống lưng. Ý nghĩ đầu tiên vọt ra, khéo lại bị bán rồi. Cô dâu gái bên ngoài tên Hoa này là một gái bán dâm, mà Nhàn, đứa con gái thứ hai của ông, lại không nhèn nhẹn được như chị em, lại ít học. Ông quay đầu xe tức tốc chạy 25 km xuống nhà bố mẹ Hoa, nhưng con của ông đã theo cô ta ra ga. Ông tiếp tục đuổi lên ga tàu, tàu vừa lăn bánh. Nhiều lần thuyết phục Hoa đưa con gái trở về nhưng không thành. Ông Hưng viết đơn tố cáo ra công an, nhưng không có chứng cứ nên không thể xử lý được. Từ ngày đó, ông lặng lặng theo dõi động tĩnh của Hoa. Mỗi lần hay tin cô ta sắp sang Trung Quốc, ông lại bám theo, nhưng cứ đến cửa khẩu thì mất dấu. Vài tháng không có manh mối, ông âm thầm đổi kế hoạch. Ông ấy đi bịt, lần vài ngày, lần cả tháng, bảo là đi với bà hai, bà ba, lúc thì bảo là đi làm ăn. Tôi cứ ngỡ ông ấy dự tính chán vợ. Bà Nguyễn Thị Loan, 67 tuổi, là vợ của ông nhớ lại. Một lần về ông bán mảnh đất mặt đường, lần sau lại bán đất đồi, lợn, gà, cũng gọi người đến bán. Thấy chồng đi làm nhưng không mang tiền về mà toàn mang đi. Bữa cơm dọn ra, ông ngồi xuống ăn thì bà rời mâm. Ông thì thiết tha gì cái nhà này nữa, ông muốn đi đâu thì đi. Bà Loan bóng gió. Trằn trọc cả đêm, trời vừa mờ sáng, ông lại khoác ba lô lên đường tới cửa khẩu Lào Cai tìm con. Tôi đau lắm, nhưng chỉ sợ nói ra lộ. Đến tai bên ngoài, con Hoa biết lại mang con Nhàn giấu biến đi thì muôn đời cũng không tìm ra được, ông Hưng nói. Trước ngày đi, ông chọn mấy bộ quần áo, có cũ, có mới, photo cả tập chứng minh thư, nhét ở hai bên túi quần, túi áo, ba lô, đề phòng bắt trắc. Lần đầu lên cửa khẩu, phần không rành đường, phần bị chặt chém, nên chỉ vài ngày, ông Hưng đã hết sạch tiền. Một bát phở hồi ấy chỉ khoảng 10 ngàn, nhưng tôi đưa 100 ngàn, họ cũng lấy cả. Lạ nước lạ cái nên không dám kháng cự, ông kể. Những chuyến sau, có kinh nghiệm, tiền mang theo ông chia làm hai, phần để tiêu, phần để riêng mua vé tàu về quê. Biết cuộc chiến sẽ trường kỳ, người cha chỉ dám ăn bánh mì, uống nước lọc, ngủ gầm cầu. Ngỡ con gái bị lừa vào các động mại dâm, vài ngày đầu, ông mặc quần áo cũ giả làm ăn xin cửu vạn để dò hỏi. Tìm tới động mại dâm, ông cởi bỏ quần áo cũ, đeo đồng hồ, nhẫn vàng, chải lại tóc, đến các cửa sở nào cũng yêu cầu gái Việt Nam, quê Vĩnh Phúc ra tiếp. Bị vặn vẹo, ông Hưng run bán trong bụng nhưng làm ra vẻ bình tĩnh. Xưa tôi nặng tình với một em quê Vĩnh Phúc mà không thành, giờ chơi gái vùng đó để tìm kỷ niệm xưa. Chúng nó toàn chửi, thăng gia không nên nết, thăng vớ vẩn đách cho ông làm ăn. Mình chỉ dám cười trừ rồi chuồn, ông cười nhớ lại. Cùng lúc đó, cách biên giới Việt Nam khoảng chừng 25 km, trong căn phòng trọ lụp xụp ở Vân Nam, Nhàn đang ôm đứa con thứ hai mới đẻ, ngồi khóc nhớ quê. Khoản tiền 3.000 tệ là tương đương khoảng tầm 6 triệu đồng, đã biến cô thành vợ của một người nông dân tại ngôi làng hẻo lánh Mã Quan, Vân Nam. Lý Bình Thụ, 38 tuổi, nghèo nhưng không bao giờ đánh vợ. Anh dắt díu vợ cùng với hai đứa con nhỏ đi làm cỏ trồng chuối thuê tại một nông trại. Cuối năm 2009, một cú điện thoại từ Vân Nam gọi về cho hàng xóm của ông Hưng. Chị ơi, em Nhàn đây. Nhàn tình cờ gặp một người Việt Nam và tìm cách gọi về. Ông Hưng đã cắt điện thoại bàn, may sao còn nhớ số nhà hàng xóm.
Vợ chồng tôi rồi con cái giàu rệ chạy ùa sang đứng kín nhà họ. Bố con đều lạc cả giọng. Ông kể, ông dặn con khéo với chồng, bố mẹ biết hai đứa khó khăn nên sẽ đến thăm cho tiền. Ngày ngày hôm sau, ông và con trai tức tốc thuê xe sang cửa khẩu. 4 năm không gặp, ba cha con ôm chầm lấy nhau. Nhìn nó gầy gò, quần áo xộc xệch, tay dắt đứa lớn, tay bế đứa nhỏ. Ở trong căn phòng chỉ độ 10 mét vuông. Tôi xót không cầm được lòng, ông Hưng nhớ lại. Sợ con rể giấu con gái đi nơi khác, ông ở lại trông cháu bảo con trai về. Về đón mẹ sang đây thay cho bố. Vừa sang, ông Hưng lập tức về Việt Nam trình báo cơ quan công an. Công an có nhiều cách để lấy lời khai của thủ, chồng Nhàn. Tuy nhiên, ông Hưng không muốn vợ chồng con cái liệt tán, đề xuất tự mình đi thuyết phục thủ cho vợ về nước trình báo. Nếu làm được vậy sẽ vẹn được cả đôi đường, nên chúng tôi đồng ý. Một cán bộ cục C14, nay là C02, từng thụ lý vụ án nói. Lần này ông Hưng được công an vạch ra rất nhiều tình huống muốn lấy lòng con rể. Trước ngày đi, ông đã bán một quả đồi lấy tiền dắt lưng. Kế hoạch đề ra được ông ấy thực hiện bài bản và chính xác. Ông mang tiền sang nhưng sợ bắt trắc nên giấu một chỗ khác kín, sau đó thì mới bước vào nhà thụ. Vị cán bộ cục C14 kể lại. Thụ đồng ý, Tết năm 2010, cả nhà Nhàn về Việt Nam ra công an khai. Song song, ông Hưng tiếp tục gây thiện cảm để chấp thụ cho hai con ở lại hẳn. Còn hai vợ chồng vẫn qua lại cửa khẩu làm ăn. Tôi đưa nó 30 triệu. Nó bảo bố cứ đưa cho vợ con. Nhưng tôi nói, bố cho mày, mày cứ cầm lấy. Nhờ thế mà nó cũng quý tôi hơn, ông kể. Năm 2011, vụ án mua bán người được đưa ra xét xử. Hoa nhận án 10 năm tù, bồi thường tổn thất tinh thần 10 triệu. Nhàn đưa thụ về quê mình ở. Khi gia đình đoàn tụ, ông Hưng mới họp con cháu kể lại hành trình tìm Nhàn. Ông cũng kể rõ, tiền bán đất mặt đường, hai quả đồi đều làm lộ phí để tìm con. Lúc đầu tưởng bố chơi bời, tôi không dám nói gì nhưng trong lòng rất giận. Hôm ấy khi biết sự thực, mẹ con tôi áy náy quá chừng vì nghĩ oan cho ông. Anh Hồ Văn Hiểu, 37 tuổi, là con thứ 6 của ông Hưng kể lại. Vợ chồng ông Hưng xây cho các con ngôi nhà cạnh nhà mình, cho thêm một sào ruộng. Hàng ngày Nhàn và Thủ đi làm thuê kiếm sống, phải gia hạn visa thường xuyên. Nhưng Thủ đã bắt nhịp được với cuộc sống mới, họ có thêm một cậu con trai thứ ba. Bữa trưa đầu tháng 8, nhà con gái có cả khách khứa. Vừa thấy chiếc ô tô 4 chỗ mới toang của ông Hưng vừa mua, dừng ngay trước cổng. Các con ùa ra tíu tít hỏi thăm. Người cha già ra vẻ lấy oai, hách mặt cười khoan khoái. Đám cháu nội lít nhít theo sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhắn tin vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhắn tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.